là chú của chú Trường lên cái mấy cái clip không chú? Dạ, kênh này kênh của em là kênh Đầu Chọc Vlog nha anh. Còn Trường là hiện tại đang ở quê. Dạ, vậy là của Đầu Chọc công nhân à. Tôi cũng Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật, dạ. Tôi cũng thấy lên mấy cái clip mà tôi cũng mến ngộ với lắm. Dạ. Mà tôi cũng nghe cái thấy mấy clip sau này cậu Trường á, Nam Mô Di Đà Phật, thấy tội nghiệp cho cậu Trường với cô Ven. Dạ. Dạ, đây tôi cũng chia sẻ chú là tên gì? Dạ, kêu em là Chọc là được rồi ạ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật, dạ. Bởi vì qua cái xã hội mà những cái phần tâm linh á, của chú Trường đi làm mấy cái clip mà tôi cũng theo dõi nhiều hồi cả năm ngoài 2 năm nay. Dạ. Thì trên cái sự yêu mến như vậy, nhưng mà cái này tôi thấy rất chia sẻ, tôi gặp cái cô mà cô sư sư cô á, nghi cô dạ. Cô xưng là sư cô á. Dạ. Với cô Ven á, tôi thấy cái này, tôi coi cái clip này đó, tôi rất là bức xúc. Bởi vì cô này là có một cái làm như là ta đây, mà tôi nói là cô này là không có thiệt, giả đó. Dạ. Cô này giả đó. Tôi ở quê Cà Mau nè. Dạ. Nam Mô Di Đà Phật, tôi thấy cô này là giả. Bởi vì tôi có cái phần tâm linh. Dạ. Tôi dòm thấy là cô này giả ở bước đầu. Dạ. Làm cho cái cộng đồng mạng rối loạn. Dạ. Nam Mô Di Đà Phật, tôi cũng chia sẻ với chú nha. Chú nên trừ cái cô này bạo danh. Dạ. Bạo danh có nghĩa là làm chưng thế này thế nọ, làm cho cộng đồng mạng càng gây rối tim, có nghĩa là lên cộng đồng mạng đâu phải là cái giả đâu. Dạ. Mà mến mộ nhất là những cái tăng ni Phật tử và các cái huynh đệ và các cái những cái người mà có cái phần ta tu tập, ta cũng theo cộng đồng mạng để ta học hỏi đó, những cái phần tâm linh như cô Ben đó. Dạ. Là có rất là nhiệm màu đó. Nó nói với cậu là Nam Mô Di Đà Phật là rất là nhiệm màu. Mà chú Trường á, thì chú thấy là cũng có cái một cái căn duyên với cô Ven. Dạ. Thì thôi mắc cái gì mà Nam Mô Di Đà Phật mà cô đó là vô để là như nói là một cái sự ganh tị, là ngủ mạng đó, là nó là chĩa vô làm cái chuyện mà cái cộng đồng mạng chỗ chú Trường chắc cũng có đau ở đầu. Dạ. Yeah. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tôi cũng chia sẻ, chú nói bao nhiêu lời đó thôi, nhắn gửi yeah. cho dạ, cộng thưa, đồng mạng. Dạ thưa anh, em chào anh Nam Mô A Di Đà Phật. Thì anh ơi, cho em hỏi về cái vấn đề này tí xíu. Nếu là mình là một người của bên đạo, một người ăn chay niệm Phật, thì mình có thể xen vô chuyện chúng sanh được không vậy anh? Nam Mô Di Đà Phật. Cái đó mình theo cái cộng đồng mạng đó, là đi làm đó, bằng một cái tình thương của tất cả là bên bên đạo ha, đạo và đời. Yeah. Nó đưa đi cùng chung một cái phối hợp đó. Nhưng cái nào đạo là cái nào đạo, cái nào là đời, đời là ngoài đời xã hội. Yeah. Nhưng mình trong cái đạo thì mình phải biết cái đạo. Yeah. Mình tu là mình tu như thế nào đúng, tu như thế nào sai. Nam Mô A Di Đà Phật, đó là cái phần tâm linh. Yeah. Tất cả như các chú đi lên cộng đồng mạng đó, tôi coi rất là nhiều. Mấy năm nay tôi rất là nhiều, nhưng mà có cái trường hợp này là rất là gây gối. Yeah. Gây gắt lắm. Bởi vì cái cô này đó,
cô giả danh, đó, cô làm như thế này có nghĩa là mua chuộc cô quen này nè, làm một cái gì đó và có thể tách cái cậu trường này ra khỏi cô quen, làm cho ảnh hưởng đến cái cộng đồng mạng. Thì tôi mong rằng các chú, các cậu, các cô lên đồng mạng, mình phải nhìn mấy cậu cũng có một cái phần đó, mấy cậu cũng có một cái phần là căn duyên, là có nghĩa là có cái phần ở trên là cha mẹ xuống, là có nghĩa là ban cái điển xuống cho mấy cậu làm đó, cho mấy cậu, nói cho mấy cậu biết luôn đó. Đây là cái đâu có phải là ai làm cũng được đâu. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy là mình phải làm cho nó đúng vai trò trách nhiệm của mình, làm cho đúng ở trên chuyển điển mình tới đâu thì mình đi làm tới đó. Hoặc là những cái người mình nhìn thấy cái người đó có đúng là cái bên cái Phật pháp không, là bên cái phần tâm linh như thế nào, mà mình làm cho nó kỹ càng là càng ngày càng tiến bộ cho cái đạo Phật này, có nghĩa là phải ta hướng thiện về đi một cái đường chánh pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa anh, thì giữa cái câu chuyện ven với trường á, thì có nhiều cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nói là câu chuyện trường với chị Ven là hai người đã điều sai và vi phạm gì đó thì em không biết. Nhưng theo anh thì giữa trường với chị Ven này có tình cảm với nhau, có đúng hay là sai à? Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này là không có cái gì mà sai hết. Vì trai không vợ, gái không chồng. Ở mặt xã hội người ta cũng xem là đúng chứ không bao giờ sai. Đâu phải phức tạp có nghĩa là mấy chú rồi mấy cô có nghĩa là giành giật những người người ta có là vợ có chồng với nhau mà ta làm chen vô đó là có nghĩa là mình bị sai. Còn cái này người không đơn độc, có nghĩa là như bên kia thì có cô Ven thì có hai đứa cháu đó, nhưng mà là chồng thì đã bỏ mất rồi. Chú thì thanh niên mới lên, chú Trường á. Vì chú Trường cũng chưa có vợ phải không? Đúng rồi. Như vậy là cái này là nó hợp lệ. Ở ngoài xã hội cũng vậy, mà ở trong cái mà bổn đạo Phật pháp cũng vậy thế thôi. Cái này là không có tội, không có lỗi gì hết, không có vi phạm điều nào hết. Nam Mô A Di Đà Phật là đúng rồi. Nhưng mà tôi trách nhất là những người tiến chỉa vô cái đời tư của mọi người, mình là mượn cái áo cà sa đó của Phật vô làm bôi nhọ cái cửa Phật từ bi. Đó là tôi nhìn cái cô này họ vô bước đầu rằng nói chuyện với cô Ven là tôi đây, tôi có cái thằng tâm linh, tôi nhìn cái trên mạng đó ai là sao tôi biết chứ mà. Tôi không phải biết đâu. Vậy thôi, chú cũng thành công trong cái cộng đồng mạng nha. Giúp cho chú thành công. Nếu mà cô Ven với chú mà được tốt như vậy, tôi cũng chúc cho chú được 100 năm hạnh phúc. Cô chào con nha. Chào phải bên Túc, gì Túc hả? Cô thường bữa cô mở cô coi cái Dưỡng Quen á, thấy tội nghiệp quá ha. Thôi bây giờ cô nói con nghe nha. Bây giờ cái đường đạo pháp này nó cũng khó đặng được lắm. Mà cô nói cho con nghe, cô có thời gian, con có thời gian con nghe cô nói không? Cô nói đi cô. Cô nói, cô ngồi cô suy nghĩ, cô thấy nhìn cái căn của cái thằng mà bạn nó đó. Là cái đó là ơn trên đã xây chuyển cho nó là về nó hầu con nhỏ này. Học cho phần căn của nhỏ này, chứ không phải rằng là nói về tình yêu tình gì đâu. Mà sao thấy cái cơ của lợi của làm kỳ vậy, sao con không hỏi cổ coi cổ tu ở đâu rồi pháp danh là gì. Con phải hỏi vậy mới được, chứ để cổ quậy quá vậy nè. Cái phần căn của Quyên đó nha, là đúng về gốc về cội về nguồn. Trang viên đạo hạnh mà trần miền thế đi, bị giờ ở trên người ta ban cái quyền duy cho nó cổ rồi. Cái cậu mà thương cổ đó là
đầm tâm đại tử của cái phần của cô Quyên đó. Dạ. À, còn là ráng cố gắng để mà đi con đường này. Nếu mà tụi con làm bên lô tốt này đó, là cụ Quyên tắt tổ xây diễn cho tụi con đó. Dạ. Để con làm tròn bổn phận, cũng như con thi đức thi tài, thi căn thi cội mà thi tội thì nếu mà mình thi được cái màn này đó, là con đắc đạo gì? Đạo làm người. Dạ. Chứ không phải nói đắc đạo bằng Phật, thanh Phật thành tiên gì, mà cái đạo làm người. Mình làm những cái gì mình phải suy nghĩ cho kỹ, mình nói những cái gì mình phải nghĩ cho nó sâu. Dạ. Trời ơi, mấy bữa nay cô thấy gì mà cũng đau lắm. Mà con không biết làm sao mà cô điện cho con. Bữa nay con cưng ơi, cô buồn buồn, cô điện đại. Yeah. Cô thấy con là cô mến con đó. Dạ. Yeah. Con đứng ra con nói thật và bằng tự thật. Vì các bạn của cái cậu cô Win này đó. Là trường á. À trường á. Yeah. Là đại tử của Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng như là tâm tạng mà đi thỉnh kinh á. Dạ. À, là cái cậu này á nằm bên lục tổ để hầu là tâm tạng thỉnh kinh á. Nha. Dạ. Cho nên á, cho nên á bây giờ con cô khuyên tụi con như thế này. Cô thương tụi con dữ lắm. Dạ. Yeah. Tụi con làm được như vậy là cô mừng dữ lắm, này là củ quyền sẽ chuyển tụi con nha. Dạ. Yeah. Chứ không phải như sao mà con làm được đâu. Bao nhiêu người làm không có cái hạnh là cũng không có thành chánh giác nữa. Bởi cho nên á, thấy tụi con làm mà cô mừng lắm. Mà cô thấy cô Quyên này á, cô cũng thấy thương lắm. Yeah. Mà tụi hiệp cho cái cô mà sư cô gì đó. Mà tại tụi con không có hỏi căn do. Phải con hỏi căn do cái giờ cô tu ở đâu, pháp danh cô là cái gì? Người tu phải có pháp danh. Tại vì mấy hôm, mấy đợt sau này con không có xuống, cho nên là con không gặp. Con gặp là nó khác rồi cô. À. Dạ. Con cần biết cái người nào mà về bên nhà quy Phật, quy Pháp, quy Tăng phải có pháp danh. Dạ. À. Có pháp danh và có ở ngôi chùa nào, tên chùa hay là am hay cái gì cũng phải có pháp danh hết tất cả. Cái cô này cổ điểm hạ đám vì nhà tu đó, chứ không phải là cổ gì. Không phải cổ là một người sư cô đâu. Yeah. Cô nhìn thấy rồi. Cho nên cô thấy cô cũng đau cho tụi con dữ lắm. Yeah. Đau tụi con, tụi nghiệp cho tụi con dữ lắm. Cho nên là cái sự như bả đi cho uống nước tương, nước gì đó, thấy nó cũng cực kỳ ha. Dạ đúng rồi. À thấy nó cực kỳ. Hồi nào tới giờ cô á, rất là đi con đường này 30-40 năm. Dạ. Cô chưa có thấy trong cái dầu cái hạnh tu nào mà chú nước tư. Dạ. À cho nên á, cô thấy cô cũng đau lắm. Thôi bây giờ cô chỉ khuyên tụi con mà cô mừng cho tụi con. Tụi con về nằm trong củ quyền tất tổ bảy đời chính kiếp để xây chuyển cho tụi con. Yeah. Cái màn này là cái màn lập hội lâm qua. Ráng niệm Phật Di Đà ngày sau trở lại mới là thảnh thơi. Yeah. Cuộc đời nay đổi mai dời, ráng sao giữ lấy một lời không bay. Dầu cho có đắng hai cay, ráng sao giữ dạ mà bồng lai mình về. Yeah. Bồng lai tiên cảnh nó tựa kề một con. Nếu con biết được lệnh bề trên thì con ráng cố gắng vượt qua lên chứng minh. Ai nói gì ai làm như vậy cái gì ai gì đã. Nha. Yeah, yeah. Tu cao khảo nặng. Tu cao khảo nặng lắm con. Yeah. Nặng thật là nặng. Mà nếu mà con chịu cái cảnh khảo này là con đắc đạo. Đạo gì? Có cái đạo làm người thôi. Chứ không phải là đạo Phật, đạo Tánh, đạo Tiên gì đâu. Không ba đạo nào bằng 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 cái đạo làm người. Mình làm người, mình làm sao cho nó đúng. Dạ. Yeah. Mọi việc gì cũng là được. Mà không đúng là trên để hành phạt mình. Rồi tới chừng đó hối hận không kịp. Nha. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn cô ạ. À,
Dạ. Còn ráng nha, dạ. Cố công mày chắc có ngày nên kim. Dạ. Kim vàng đá biển thiện duyên, ráng sao tìm lại căn duyên đạo màu. Dạ. Ngày sau trở lại sơn chầu kỳ ba trở lại mà đặng hầu Phật tiên. Dạ. Người hiền lập đức bồi duyên, ngày sau trở lại căn duyên của tổ thầy. Tổ thầy ở ai ở đâu?